Khi tốc độ mở cửa đến các nước phát triển cũng sợ hãi. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, hệ thống hải quan ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 400 tỷ đô, một con số ấn tượng cho thấy tốc độ mở cửa chóng mặt của Việt Nam sau so hơn 30 năm đổi mới. Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, người từng có thời gian là Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết bước vào đầu thế kỷ 21, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam mới đạt 30 tỷ đô thôi. Thời điểm gia nhập WTO, con số này tăng lên 3 lần, đạt 100 tỷ đô, nhưng 4 năm sau khi gia nhập WTO, vào năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 200 tỷ đô, năm 2015 đạt được 300 tỷ đô. Theo đánh giá của lãnh đạo chính phủ, từ 200 tỷ đô lên 300 tỷ đô, chúng ta mất 4 năm, nhưng từ 300 lên 400 tỷ, chúng ta chỉ mất nửa khoảng thời gian đó, tức là 2 năm. Đây có thể coi là kỳ tích Nhờ đó, vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới trong giao thương quốc tế đã và đang có sự cải tiến rõ rệt. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ký kết tham gia 12 hiệp định thương mại tự do FTA và đang đàm phán 4 FTA mới. Trong đó có 18 đối tác thuộc các nền kinh tế APEC. Việt Nam đã cho thấy sự năng động của mình thông qua việc tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và ủng hộ mạnh mẽ tự do thương mại toàn cầu. Nói dư tiến sĩ Võ Trích Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương, đồ mở và cam kết mở cửa ở các sân chơi tự do hóa thương mại của Việt Nam, đến ngay cả các nước phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc cũng sợ hãi. Tuy nhiên, sự mở cửa phải trải qua những cuộc đấu tranh về tư tưởng, những cuộc đấu trí trên bàn đập ván, những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Và cũng chẳng thể có những con số ấn tượng trong ngày hôm nay nếu suốt những năm qua chúng ta không thẳng thắn nhìn vào những tồn tại yếu kém trong thể chế kinh tế trong công tác điều hành để có những bước khắc phục nhất định. Tháng 11 vừa qua, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng đinh Tiến Dũng cho biết, 28% thời gian thông qua hiện nay thuộc trách nhiệm của ngành hải quan, còn lại 72% là trách nhiệm của các bộ ngành liên quan đến các quy định về kiểm tra chuyên ngành. Đây là một chốt rất quan trọng mà chúng ta phải tháo gỡ, nếu không sẽ không có động lực thúc đẩy giao lưu thương mại hàng hóa qua cửa khẩu. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung cũng chỉ ra rằng, hiện nay có hơn 300 văn bản kiểm tra chuyên ngành Chính điều này đã gây ra tình trạng tám của các quy định pháp luật Việt Nam, đó là không cụ thể, không rõ ràng, không nhất quán, không minh bạch, không hợp lý, không tiên lượng được, không hiệu quả và không hiệu lực. Do vậy, dù 10 năm qua, xuất khẩu của chúng ta đã tăng lên 24 bậc lên vị trí thứ 26 và xuất khẩu tăng 16 bậc lên vị trí thứ 25, thì trên thực tế, dư địa cải cách của chúng ta vẫn còn nhiều, chưa thể hài lòng với hiện tại chưa kể áp lực từ hội nhập đòi hỏi nhiều hơn những chính sách phòng vệ để người tiêu dùng trong nước được tiếp cận những hàng hóa chất lượng an toàn và cũng để bảo vệ nền sản xuất phát triển mạnh mẽ chứ không phải là tạo ra một bãi rác xuất khẩu tùy tiện cho các đối tác